Khi mà mình bước chân ra xã hội á có những thứ mà mình không muốn làm nhưng mà bắt buộc mình phải làm. Đó, trồng hoa lên để ngắm hoa nhưng mà giờ phải cắt hoa. Thì à, nói chung á, cắt á là cũng là tốt cho cây thôi. À, ví dụ như anh chị nào mà mình trồng lan á mà lan của mấy anh chị mình chuẩn bị à, tàn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta cắt hoa để dưỡng cây. Đấy. Thì Dendro à, mấy chị cũng biết rồi là một trong những dòng lan mà nó sai hoa cực kỳ và ra hoa quanh năm, đặc biệt là dòng Gia Gia này hoa lúc nào cũng có hoa hết cho mấy chị mình. Bây giờ à, lan nhà em á, cũng nở cũng lâu rồi, thì em sẽ cắt hoa à, để chuẩn bị là đón chờ một đợt hoa tiếp theo. Đấy, thì ở clip trước á em có làm cho mấy chị mình là cắt hoa đi dưỡng cây có nhiều anh chị mình vô ném đá quá trời luôn, là em nói là ở đây á, là hoa tàn mới cắt, đấy chứ không phải là hoa nó mới nở mà đi cắt nha. Đó cho nên mấy chị nào mình nghe xem clip của em, mấy chị mình nghe rõ thì uh, dinh dưỡng nó sẽ nằm trong thân đó và nó nuôi hoa nhiều quá thì nó sẽ hết dinh dưỡng và nó sẽ không có nuôi mầm con đạt đây mấy chị thấy không minh chứng nè thân mẹ mập lù luôn thân con nuôi hoa đó lên thân con nó ấm tông ốm teo nè cho nên là cắt hoa để dưỡng cây để nuôi lấy dinh dưỡng nó nuôi những cái mầm con lên nha thì uh, sau khi cắt hoa cũng uh, quá trời hoa cái này mình sẽ mang vào mình cắm bình đấy dòng da da rất là sai hoa luôn sau khi mà em cắt hoa thì em sẽ tiến hành bổ sung dinh dưỡng cho nó thì nhà em có những cái những cái loại dinh dưỡng như thế này à, để cho mấy chị mình bón gốc đây mình sẽ bón vào những cái gốc cây cho nó đó để cung cấp dinh dưỡng cho nó nuôi những cái mầm con để ra hoa đợt tiếp theo ha đấy thì chúng ta sẽ tiến hành là bón xung quanh như thế này đấy rất là tiện lợi và hiệu quả thì khi mấy chị mình tưới á thì nó sẽ tan từ 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 và cây nó sẽ hấp thu dinh dưỡng ở trên này á thì chúng ta sẽ bón như thế nào thì sẵn đây em sẽ làm clip luôn cho mấy chị mình đối với những cái cây mà chúng ta ghép lên lũa thì mấy chị mình không có gãy được thì chúng ta sẽ tiến hành là bỏ vào cái túi như thế này nhà em cũng có những cái túi như thế này cho mấy chị mình nha bỏ vào đây và chúng ta cột lên thôi rất là tiện lợi bỏ vào đầy túi đấy rút lại và cột lên thân gỗ thôi đối với những cái cây mà chúng ta <laughs> ghép lên khúc lửa như này á mà chúng ta không bón được thì cần cái túi đó thì em sẽ bắn trực tiếp vào đây nhà em có cái cái đồ bắn á thì anh chị nào mà nhà anh chị mình không có á, thì anh chị mình có thể là cột luôn nha cột trực tiếp vào đó em có cái đồ kim bấm này thì em bấm đó bấm chặt vào chỗ này thì khi mà ghế nó sẽ bò xuống đây và nó sẽ ăn dinh dưỡng đây nha khi mà anh chị mình tưới á, tưới vào đây thì dinh dưỡng nó sẽ chảy đó nó chảy xuống cúp lửa và xuống đây thì những cái cây dưới này thì có thể là nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng đó thì ở đây nó có một cái hốc em sẽ <laughs> em sẽ cột này lại ví dụ như cái gốc cây nằm dưới đây đây đó thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta chọn vị trí ở trên này để khi mà mấy chị mình tưới vào cái túi dinh dưỡng á thì nó sẽ tan ra và nó chảy dài xuống gốc lửa và cây ở dưới này nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng ha đấy mấy chị mình đừng có đặt sát cái gốc quá đó chúng ta đặt xa xa như thế này như thế là chúng ta đã tiến hành bổ sung dinh dưỡng cho cây lan mà sau khi chúng ta xuống hoa để chờ cái đợt hoa tiếp theo thì anh chị nào mà mình chưa có những cái túi dinh dưỡng như thế này á thì mấy chị mình comment dưới clip này đó để bên em sẽ tư vấn cho anh chị mình thì mấy chị mình chỉ cần là bón như vậy và tưới nước thì cây nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng thôi rồi hẹn mấy chị mình ở clip sau anh chị nào mà chưa đăng ký á mấy chị mình đăng ký kênh hoa đẳng mùa đi để bên em ra nhiều clip để mấy chị mình nhận được nhiều thông tin bổ ích trong việc trồng lan còn bây giờ thì chào tạm biệt mấy chị mình hẹn gặp lại mấy chị mình ở clip sau nha